Dạ Lợi xin chào cô chú anh chị và các bạn đang đến với kênh của hai vợ chồng Lợi nha. Bữa nay thì hai vợ chồng Lợi sẽ làm một món ăn, tiếp tục là một món rất là ăn ngon miệng luôn. Đó chính là cá diêu hồng. Cái này không có bao tay chứ em không dám chà quá. Mới đâm vô tay em à. Vậy hả? Gì kìa? Viên xù kìa. Thì món này là diêu hồng lại vậy. Cá tê tượng mà không có. Dạ là tính một cái tài tượng mà không có. Cha mới tinh vuông vô kìa cả nhà. Đó. Ủa mé dưới có trái chưa cha? Thanh long nhà mình á. Rẻ quá trời. Rẻ bán cũng thấy nản à. Chứ cái đám thanh long của chú Hoàng ngày qua con mới thấy xanh lè, hôm nay đổi chét rồi. Ủa của mình là chừng nào cắt? Có anh mình. Nguyên gì anh mua 10 ký. mua 10 ký ảnh ở đâu? Gửi lên Sài Gòn cho cậu ảnh. Vậy hả? Bữa nay vợ chồng lại sẽ làm món cá diêu hồng chiên xù nha cô chú anh chị. Em sẽ nặn chanh lên cho nó giòn. Cái gì? Bây giờ xét chanh lên cái da. Ủa trước khi chiên là xét chanh. Ê xin lỗi. Trời ơi cá mà vợ đâu phải cục thịt đâu vợ. Mình phải xát chanh lên hả? Đúng rồi. Cái đầu này em nghĩ cắt luôn cho rồi chứ để gì hả? Để vậy luôn. Hai bên hông nè. Thôi để vậy luôn. Chiên tròn rậm mà nhai rụt rạp luôn á. Nè không có ấy xuống nè. Nó đi chơi rồi. Ngon hả các em quý vị ơi. Cái hồng bự chẻn luôn. Rồi mình sẽ nên dắt chanh lên con cá. Ai chỉ em làm cách này vậy? Chị hai tiếng quá. Chà chanh lên. Thước nhiều. Không chà. Không chà. Ủa mua hả chà? Thì chi mấy bữa nay trời mát ha. Đây nè cả nhà. Đây là hai hộp mứt mà Lợi đem về Lợi giao cho khách đó cả nhà. Tết năm nay cô chú anh chị mình có dùng mứt á. Trong đây thì có mứt gừng nè, mứt gừng dẻo, mứt mãng cầu me, mứt me. Đó, Lợi có 3-4 loại gì đó. Bỏ vô chung lộn xộn vậy nè, một hộp như vậy. Hộp vậy nhiêu vậy vợ? Hộp vậy là 250.000 đó cả nhà, một ký á cả nhà. Đó. Còn đây là hộp nửa ký. Hộp nửa ký là 125.000. Cô chú anh chị mình cũng mua để làm quà tặng biếu Tết gì cũng được hết nha. Đó này là gửi đi xiên lục địa luôn. Chỗ nào có bưu điện này là gửi sang nước ngoài được luôn đúng không quà? À, Lại mới vừa gửi hàng cho một chị khách ở bên Mỹ là gửi bánh mứt này nè. Chị nhận được rồi rất là nhanh luôn á cô chú anh chị. Tết năm nay là Lại vẫn có lạp xưởng nha. Lạp xưởng nè, khô cá dứa nè. Rồi tất cả các loại khô luôn. Cô chú anh chị mình có nhu cầu gì thì hãy liên hệ với hai vợ chồng Lợi nha. Xài bếp khò mau hết ga quá cha hả? Một ngày là hết. Nếu chịu nấu ngày hết luôn. Ga này nhiêu bình rồi chú không? 380. 380 ngàn hả? Có quà tặng gì không? Được. Cha Lợi kêu bớt 300 đi 80 không chịu. Bớt 300 đi còn 80 cự quá. Không chịu trời. Trời ơi, xài hai cái bếp khò. Bây giờ chiên cá là giờ mẹ lại đầu tư hai cái bếp khò này tốn ga thích rung. Nhưng mà đồ ăn thì nó rất là nhanh. Chiên cá là nó giòn nữa, nó không bị rút dầu. Bếp khò dữ lắm phải không? Ông chỉnh cái dưới tôi vậy. Cũng nấu chắc hơn nửa ngày hết, chừng tí hồi hết bình ga quá. Chỉnh là giờ. Hả? Rồi đó, giảm rồi đó. Vậy được chưa? Giảm rồi giờ đi. Giảm chút nữa. Nhà có bao giờ xài cái này đâu, từ đó giờ lần đầu tiên mẹ mua đó, đầu tư nấu chè cho nước mới mua. Rồi có xiết cái đó gì lại không? Vậy giờ là tháo ra vô bắt chỉnh nữa không? Khóa là giùm đi. Rồi. Đó khóa ra là nấu ha. Rồi giờ mở, chỉ cần mở này ra thôi đúng không chú Bông? Mở này ra là rồi. Đặt rau thôi vợ ơi. Bà nội không biết mình có món rau, nhưng mà nội không xuống.
nồi đâu rồi ta? Nãy giờ không thấy nồi luôn á. Nay mình sẽ ăn rau cuốn bánh tráng, cả nhà ơi, thèm quá, lâu rồi chưa ăn luôn á. Bữa giờ ở trển đa số là hai chồng là ít nấu đồ ăn ở tiệm lắm. Tại vì hả? Suốt ngày cứ mua ăn không? Hôi xốp á. Nấu nướng đúng rồi, nấu nướng thì mấy cái khói á cả nhà nó bay xốp vậy, lại cái xốp của Lợi nó không có rộng rãi như ở đây. Nó không như ở nhà của mình. Nên là khi mà mình sinh hoạt á nó cũng bất tiện lắm. Nên nhiều khi ở trển lại cũng muốn quay clip cho cô chú anh chị mình xem, nhưng mà nó chật chội, nó khó làm việc lắm cả nhà. Nấu này nấu kia chạy lên chạy xuống với lại nó sẽ bị dơ. Đây là nhìn nó sẽ không được đẹp mắt cho lắm. Bất tiện cái là bất tiện. Rửa ở ngoài trước nên không, em không dám làm gì luôn, phải đúng là rồi. Sao em còn dám làm. Tại lại thay cái nhà đó là cái sàn nước nó nằm ở trên. Đó, nên là mình làm gì nó cũng khó khăn hết đó cô chú anh chị. Em phải ăn rau sống có lá quế nè. Anh cũng vậy. Đặt mà mấy cái lá sau bỏ đi em. Mà nhiều khi mua không có lá quế. Lá dầu đặng hả? Lá quế nó thơm. Em cũng cho chảo nóng giùm con nha chiên. Con đập rau, rửa rau đó. Bữa giờ hai chồng lại ở trển bán tranh thủ nhập hàng kẹo bánh mứt đồ về bán cho cô chú anh chị á. À lại cũng lỡ rồi, cảm ơn tới cô chú anh chị ở nước ngoài và ở xa, ở trong nước và ngoài nước đã ủng hộ hai chồng Lợi nha. Rồi Tết năm nào là cũng được mấy cô mấy chú mua hàng ủng hộ, mừng dữ lắm luôn á cả nhà ơi. Giờ thì thôi để lại lặt ra phụ vợ lại chút xíu nữa mình lên. Mình lên mình tâm sự với cô chú anh chị mình trên bàn ăn ha. Cha lại nay đỏ chét luôn rồi. Hết đen rồi mà chuyển qua đỏ luôn rồi. Ở nắng không mà tối ngày ngoài nắng tưới lông. Bây giờ cha lại trổ tài chiên cá luôn nha cô chú anh chị. Khi người đàn ông vào bếp. Đó, nó xô bóp bóp vậy rồi đó. Chưa đâu cha ơi. Nó mới xoay tim hả? Ủa mấy cái trái mớp này chừng nào ăn được cha? Cái đó hôm nay con thấy mấy trái rồi, cha hái vô cho nấu canh hết rồi hả gì vậy? Giá cho vú sữa năm nay không có sâu. Giá cho vú sữa năm nay không có sâu, hái lên shop con bán rồi. Có sâu bán không được quý vị ơi. Dồi quá trời. Cha khò mạnh thêm chút nữa được không? Ha, chỉ vậy thôi. Đây đó là hạ xuống rồi. Đây, hôm nay về quay clip trở lại. Nó chỉnh có cỡ này rồi. Hả? Về quay clip trở lại, cây chuối của cha muốn trụi luôn. Nó chỉnh có cỡ này rồi. Rồi, cái lá chuối em che được hết người em luôn đó các bạn. Quá trời, cái lá chuối bự khủng bố. Vậy là nó chỉnh có cỡ này à, đâu có lên nữa được. Xả cái kia kìa, không phải cái đó cha, xả cái đồ dặn kia kìa, cái quanh kia kìa. Cái quanh nhỏ á. Không, nó xiết rồi. Này nó không có, nó xiết cứng rồi nè. Đâu có dám xả. Rồi. Thôi rồi đó cha, đúng rồi. Đó. Xuống mức dưới đúng rồi. Xuống mức dưới nó mới mặn. Nên nó hay mất. Giờ mình sẽ chiên cá nha cô chú anh chị. Lại phái nhất là coi khúc bỏ vô xèo đẹp. Văng tá lả luôn. Dầu nhiều nó ít văng lắm cha. Dầu nhiều đỡ văng. Trời ơi bỏ muối vô nổ à. Văng dữ nữa à. Bỏ muối có chất mặn á. Ờ bột chứ phải muối. Lộn rồi đó. Rột rồi cha, nóng dữ rồi kìa. Vậy là chưa bỏ được nữa hả? Bỏ được rồi á, cha bỏ vô đi. Chuẩn bị cô chú ơi. Mình xuống ra bớt đi. Nó chảy đi, ta đang cho lửa lớn. Lửa lớn luôn á cha. Không có khét đâu. Chuẩn bị nha cả nhà. Xèo. Ủa này mình chia từng con ha, hai con mẹ. Chế dầu đúng rồi, phải múc. Lấy cái giá và mấy quà. Nghe lửa nhỏ rồi được rồi.
Đã quá cả nhà ơi. Hai con này ăn đã luôn á. Không biết sao ăn hết nữa. Rủ anh hai ra ăn phụ coi. Điện nó rồi đó cả nhà. Quá đã. Ờ là quá trời không gặp Hương cô ta. Để cho mẹ điện Hương cô, coi Hương cô có nhà không. Nè, vừa rồi vô chén nước mắm này quý vị khán giả xem nè. Đó, nước mắm me nha cô chú anh chị, nước mắm me đậu phộng ớt. Rồi, đây là hai con cá, cá diêu hồng. Đây là rau sống mà cực kỳ tươi luôn. Chào giả rồi. Đó. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Bữa nay chỉ có hai cha con lại thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự với cha và tâm sự với tất cả mọi người. Nước mắm lộn kệ cũng được, quý vị khán giả biết từ đó giờ nước mắm me đậu phộng cũng ngon. Mọi người đâu thấy có bỏ đậu phộng đâu đúng không, bữa nay mẹ lại chơi có đậu phộng luôn, nhưng mà thật ra là mẹ bỏ lộn. Bỏ đậu phộng lên cá mà mẹ bỏ lộn vô nước mắm luôn, nên giờ chúng ta có nước mắm me đậu phộng luôn cả nhà. Chưa giờ cha ăn cơm chưa cha? Dạ rồi, cái mần vô lo ăn cơm sáng lo ăn rồi trong đi mần. Nhưng mà bữa nay là cha chiên á, cha chiên chín đều ngon không, xuất sắc đó. Đây có chừng dính rau rồi. Rồi 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 rồi, mời cô chú anh chị mình nha. Ba, mẹ đâu ba? Mời cả nhà nha. Cảm ơn. Mình đang ăn chán con, ăn chán không? Dạ chưa, đi lại dạ chúng ba hả? Quá trời, này để cái đầu ly minh hút hả gì vậy ba, tóc dài dữ à. Chính cảm ơn nhiều không? Luôn quá. Chúc ăn ha, chúc ăn bánh tráng nha. Có hữu Hương cô với anh hai nữa mà bận hết rồi cả nhà. Bà nội thì nay mệt. Bà nội ngồi không nổi. Năm rồi là năm rồi con bán mứt á là không có vô hộp vậy. Năm nay đầu tư hộp luôn. Năm nào vô cái gì bịch hả? Nhưng mà vô hộp xấu. Năm nay mở cửa hàng rồi phải sang trọng hơn đúng không cô chú? Đây, hộp về là 1 ký cả nhà. 4-5 loại chổng á. 3-4 loại chứ. 4-5 loại hơi nhiều. 4 loại. 4 loại đúng không bà? Rồi, ủa cha có nhúng bánh tráng không vậy? Có chứ. Cha phải nhúng nha, bánh tráng này là phải nhúng á nha cha. Nhúng rồi. Đây, cá này cô chú anh chị, giòn khố luôn. Cái da giòn cha chiên hay nè. Cha chiên dữ dằn nè. Cái da giòn nhưng mà cái thịt ở trong nó mềm. Biết sao mình chiên cái bếp đó làm như lửa nó đều. Có xanh cuốn ít rau quá vậy? Chưa, anh đang nhận rau vô vậy nè. Lửa đó cả nhà thấy không? Anh không cuốn dưa leo hả? Có chứ. Chết rồi, cho chú bánh tráng có ướp con miếng này, này cứng rồi. Cha phải nhúng hết. Rồi vậy là không được rồi. Không được rồi cha ơi. Cha phải thêm nước rồi. Nè cha lấy miếng cộng dưa leo nè, đúng rồi. Đây là cái cuốn của lại cuốn. Đây, đây là một cái cuốn mà lại bán đây chứ, mấy cuốn này bán khoảng 5.000. Mời cả nhà mình nha. Ai gọi vậy mẹ? Mẹ đưa một con. Đây mời cô chú anh chị mình cùng thưởng thức cái này nha. Cái món này á mà cô chú anh chị mình ăn á là mình phải ngon là nhờ nước chấm nha cả nhà. Mời cả nhà mình nha. Sao cuốn chà, cuốn chà và thòn vậy? Cho làm giả. Cha không chập. Con gì làm gì con cục vậy? Con bẻ đôi lại cả nhà. Cá nó giòn, nó ngọt thật. Kèm theo là ăn rau. Rau sống ở quê á, thì nó đủ loại rau hết. Này chắc có 7-8 loại rau trong này á cả nhà. Nước chấm nhiều lắm. Nước chấm thì cực kỳ đã. Đó. Nước mắm me nè cô chú anh chị, chấm vô nha. Đây, mời cả nhà mình ha. Có một số bạn hết ăn là ăn cái bún.
nhưng mà lại thì lại không ăn bún. Mà cả nhà mình rồi nha. Còn em thì phải có bún em mới thích. Ý mọi người một ý ha. Mấy bên này bán được không? Để được cho. Lại thêm một cái Tết mà cô chú anh chị mình sao xa nhà không về được, nên cô chú anh chị mình ở xa về không được, không có tiện mà chăm sóc sức khỏe được cho người nhà của mình á, thì hãy để vợ chồng Lợi làm điều đó bằng cách là sẽ giao những cái món ăn mà shop của Lợi bán cho người thân của mình ở đây. Nếu mà cô chú anh chị mình tin tưởng và muốn ủng hộ hai vợ chồng Lợi thì hãy liên hệ với vợ Lợi nha, qua số điện thoại là 094-300-4625 và địa chỉ của shop Lợi là 45-2 quốc lộ 62 phường 2 Tân An Long An. Lợi sẽ ghim cái địa chỉ và số điện thoại ở dưới phần bình luận á. Cô chú anh chị mình muốn ủng hộ thì hoặc là mua cho người thân ở đây á thì hãy liên hệ với vợ chồng Lợi, Lợi sẽ giao tận tay cho mình luôn. Và những cô chú anh chị ở Việt Nam mà muốn gửi hàng qua cho người thân ở bên nước ngoài cũng được luôn nha. Hai vợ chồng Lợi vẫn có nhận gửi hàng qua bên Mỹ luôn nha. Nên là cả nhà mình muốn gửi từ ở Mỹ muốn mua cho người ở Việt, còn người ở Việt muốn mua cho người thân ở Mỹ thì hãy liên hệ với vợ chồng Lợi. Đó. Trước khi gửi thì Lợi sẽ đưa cho cô chú anh chị mình cái bảng giá. Đó, rồi lúc đó là mình tham khảo. Nếu mà ok, nếu mà hợp túi tiền vừa đủ sức mình mua á thì cô chú anh chị gửi nha. Tại vì cái phí ship là hai vợ chồng Lợi không có lấy đồng nào trong cái phí ship hết á. Ở trên công ty á, người ta sẽ ship cho mình bao nhiêu thì Lợi sẽ báo bao nhiêu thôi. Hai vợ chồng Lợi chỉ là nhận cái tiền hàng thôi nha cô chú anh chị. Để cho cô chú anh chị coi số điện thoại để nói anh, nhiều khi anh đọc nhanh quá. Cô chú anh chị nghe không rõ. Người ta không nhớ người xong. Bữa có một chị kia thấy thương đó, nói chồng em đọc nhanh quá chị, chồng chị phải tua đi tua lại mấy lần mới nhớ. Thấy thương. Nhưng mà lại mỗi khi lại đọc nhanh là ở dưới bình luận là lại có để số điện thoại á. Chắc có một số anh chị không để ý á. Lại có để số điện thoại là ở dưới cái phần bình luận à. Giòn quá, ngon quá trời luôn. Nước chấm mẹ làm ngon dễ sợ. Vừa ăn. Anh thấy mẹ đổ tội phạm vừa mắc cười á. Anh thử cuốn miếng bún miếng hẹ đi. Không, anh ăn hẹ chứ anh không ăn bún. Bún ngon lắm. Nhiều đó rau sống em mua có 15 ngàn ở cả nhà. 15 ngàn như đấy hả? Mà còn một miếng ở cổng nữa. Trời ơi, cuốn này là cuốn đẹp quá cả nhà. Đủ màu sắc luôn. Rau này rẻ quá. Rau á, có đợt rẻ đợt mắc. Nhưng mà cái đợt trốn dịch trong nhà mắc giá mang. Đúng rồi. Thật đó, trời nó bán mắc nó ghê luôn á. Đi không được. Ba ăn không ba? Ra bán không được. Ăn ba dù ba cuốn cho cuốn ba. Cái gì cũng không có vậy. Con cơm chưa? Hả? Dạ ăn rồi hả? Cơm gì ba? Xíu. Giờ, nói cao vậy ha. Giờ mình tổ. Đen ở dưới này sẽ đen thui. Ra ngoài nắng. Sao tóc dài quá vậy? Chưa hết mà. Tháng 7 này nữa là được 3 năm rồi. Hết gần Tết hết rồi. Tháng 7 này là 3 năm đó cha. Nhanh ghê ha. Gì 3 năm đầu YouTube á hả? Ừ. Tháng 7 Tây á, còn cái tháng 6 là cha nhớ là ngày mà ngày mùng 2 tháng 6 luôn. Bữa cha đi ăn dỗ. Rồi chú con vừa xuống rồi. Nghe ngày 1-2 tháng 6. Tết năm nay lại chắc cũng sẽ không có gì ngoài tập sưởng với lại khô rồi quá. Gửi cho thầy của lại. Thầy Khương Dừa, sư phụ Khương Dừa của lại. Lâu quá rồi là cũng không có gặp anh nữa. Chốn dịch mấy tháng trong nhà không? Hai cha. Rồi bắt đầu tiếp tục nha. Người ta vô, người ta đưa giấy cho nội chuẩn bị ngày mai nội đi chích mũi 3 đó cô chú anh chị. Chích ngừa mũi 3.
Ủa sao trên Long An mình chưa có ha? Chích ngừa đây mùa nổi chích ngừa mũi ba rồi. Chừng nào tới cha chích ta? Cha giờ tới Tết mấy con. Thì ra chích thuốc Anh. Giờ được rồi, cha lại chích thuốc Trung Quốc. Chích hai đợt Trung Quốc không? Nghe nói chị này chích được chích thuốc Anh. Giờ có thuốc chích là mừng rồi. Đúng rồi, phải có thuốc chích được. Nhìn ngon quá. Mẹ nấu canh mướp cũng ngon mà, nên em không biết em ăn món gì nè. Anh gấp rau rơ nó bay vô rồi. Anh biết là anh biết là em đang rất là thèm luôn đúng không? Cả làng quê mình cứ có mướp là trồng mướp được ăn hoài. Món khoai khẩu của em là món cuốn bánh tráng. Cứ cha gấp hai này vô cuốn em kìa. Cứ đồng quê trồng mướp được ăn mướp, trồng đậu được ăn đậu, khỏi mua. Ở đồng mình có đất trồng về khỏi mua ăn. Ba ba đụng tay gì cô ba ba? Nếu mà không trồng thanh long cái khu vườn này của cha không biết cha làm gì ta? Hồi xưa làm ruộng, nếu không có thanh long thì cũng làm ruộng, làm gì? Thì cũng làm ruộng, làm lúa. Mà đều có thanh long thì khỏe chút. Cái da nó giòn không à? Ngon quá trời ngon. Rồi ăn 3 cuốn rồi cả nhà. 4 cuốn rồi chứ. Xuất sắc luôn á. Cái da ngon. Clip này nói chung á là cũng chủ yếu là lại muốn chia sẻ những cái mặt hàng lại bán, muốn cô chú anh chị mình nó có ủng hộ thì ủng hộ hai chồng lại nha. Làm hai cá này hay cho con ăn hết không? Ăn một con là té ngửa rồi. Ăn con cả tròn bò. Lát mình bo ăn con cá rồi. Coi là tóc dài quá vậy bo cứng cột hả bo? Coi vậy chứ mấy cái xương này nè cả nhà. Mấy cái xương này ăn rất là ngon, nó rất là giòn. Cho chưa đi hết luôn. Cái nước cửa nó mới đi hết. Nhớ hồi dịch nó lại tóc muốn cột được luôn. Trời, nhìn lại tóc mình nó nhìn nó cùi ghê luôn á. Dịch tóc lại dài quá trời luôn. Ở đây gà có năng. Nó hớt được, cải kiểu lên hớt, nó hớt mất mát được rồi. Giòn nè, cái này giòn. Cái đuôi nè, mẹ con ăn cái đuôi nè, đuôi giòn. Giòn. Cái này kỹ giòn. Cái ăn đuôi không? Ăn đi. Chiên ăn đó, mấy cái đó giòn. Mày chấm cái đuôi vào cả nhà mình ta. Giòn không giúp à, không phải không? Không có kèm cái miếng đau ăn đỡ ngán nha. Tất nhất là ăn ở rau ngò rí này. Ngò rí rất ngon nha cả nhà. Rất thơm. Ồ, con nó giòn kìa. Giống ăn gì nữa không? Nhưng mà bánh phồng quá. Y chang bánh phồng nha. Trời ơi. Tức hết. Cả nhà mình á, rảnh rảnh là món này ăn ngon lắm cả nhà. Cho mấy cái này dùng. Bữa nay hai cha con lại ăn nhiêu đây thôi. Đó, rồi để coi clip sau kiếm cái gì đó quay tiếp cho cô chú anh chị mình xem nha. Cả nhà mình lại chúc sức khỏe rất là nhiều, luôn luôn vui vẻ nha mọi người ơi. Chúc gì nữa ta? Luôn luôn may mắn nha. Thôi bây giờ hai cha con lại xin chào và hẹn lại tất cả quý vị khán giả mình ở clip sau. Nhớ nút đăng ký ủng hộ gia đình lại nha. Bye bye mọi người.